Xin chào mọi người nhé. Thực sự là mình cũng buồn sự ra đi của con bọ ngựa được các chú kiến đến viếng thăm. Thế là hôm trước ấy, bọn nhau là bị gãy hai cảng và đến hôm nay không qua khỏi. Bây giờ thì được các chụp kiến viếng thăm và tiện đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đấy, rất mong là vong linh của chú bọ ngựa này được siêu thoát vì cõi tiên bằng. Sự là mình cũng tiếc lắm mà không làm gì được. Bây giờ mình cho con bọ ngựa này tiễn một đoạn ra ngoài nhà xác của con bọ ngựa nhé. Xem là nó có hồi phục được không, nếu không thì cũng chịu thôi. Oh, cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người vào những video sau nhé để xem kết quả chú bọ ngựa thế nào nhé. Bye bye.